Cuộc đời nghệ sĩ Thương Tín. Sự nghiệp đồ sộ với hàng trăm vai diễn. Các bạn thân mến, nhắc đến cái tên Thương Tín, khán giả Việt Nam sẽ nghĩ ngay đến gia tài điện ảnh đồ sộ của nam tài tử vang danh một thời. Tính tới thời điểm này, ông vẫn được coi là một trong những diễn viên tham gia nhiều phim nhất Việt Nam với hơn 200 tác phẩm. Mỗi bộ phim Thương Tín lại để lại trong lòng khán giả một ấn tượng khó quên. Tuy nhiên, Sáu Tâm trong Biệt Động Sài Gòn vẫn là vai diễn để đời, khiến khán giả nhắc về ông mãi cho tới tận bây giờ. Ông tên thật là Bùi Thương Tín, Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang. Ông là con đầu trong một gia đình có 8 anh chị em. Từ khi 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà theo một gánh hát cải lương để được thỏa niềm đam mê của mình từ khi còn nhỏ. Sau đó, ông theo học trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ ở Sài Gòn. Ra trường, ông công tác ở đoàn kịch nói Cửu Long Giang, thành phố Hồ Chí Minh và đoàn kịch Kim Cương. Tại đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông Hồng Cải Áo, Vực Thẳm Chiều Cao, Huyền Thoại Mẹ, Ta Hia Trà Hoa Nữ. Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai, 2/3 số đó là vai chính, vai kép độc. Thành công ở những vai trên sân khấu đã làm các nhà đạo diễn điện ảnh chú ý đến cái tên Thương Tín và cuộc đời ông bắt đầu sẽ sang một trang mới. Chẳng bao lâu sau, bước ngoặt đầu tiên với điện ảnh, Thương Tín đã trở thành một trong những cái tên đình đám nhất thời bấy giờ. Giai đoạn những năm 80-90, Thương Tín liên tục chạy show vì lịch kín hết cả ngày. Sáng đóng một phim, trưa đóng một phim, chiều lại đóng phim khác. Chạy xe hơi đến phim trường, nhảy xuống, quay xong rồi lại nhào lên xe đi tiếp. Khi diễn viên mời, mặc dù đang kẹt đóng phim, nhưng họ vẫn chờ ông bằng được. Nhiều đạo diễn ra mặt không ưa ông mà vẫn mời. Thời huy hoàng của sự nghiệp, có năm ông đóng tới 12 vai chính. Nhắc tới quá khứ ăn chơi lẫy lừng của một thời của mình, Thương Tín từng kể: "Tôi nhảy đầm trên nền nhạc nhẹ chứ không phải như vũ trường bây giờ. Mỗi lần đến nhảy mà không có mấy cô bồ đi cùng thì phải nhảy cùng mấy cô đào ở đó. Thích thì có thể rủ đi chơi riêng ở ngoài sau khi nhảy. Thời tôi chỉ có giới thượng lưu ở Sài Gòn mới chơi nhảy đầm vì tốn tiền lắm. Tiền đào, tiền phí, tiền rượu rồi ăn uống trong đó. Tính ra cũng cỡ vài ba cây vàng. Tôi còn có tính thiếu thắng, thấy một cô gái đẹp thì tôi muốn cô ấy phải là của mình. Dù không yêu, nhưng giá nào tôi cũng phải chinh phục bằng được, kể cả hoa hậu hay người mẫu." Nhìn Thương Tín đổi xe liên tục, tối tối đến phòng trà nhảy đầm, yêu nhiều mỹ nhân showbiz, cuộc sống xa hoa, đắm chìm trong thú vui cờ bạc. Nhiều người nghĩ Thương Tín kiếm được rất nhiều tiền từ công việc đóng phim đây. Thế nhưng, ông từng tiết lộ, các xe vai chính cho mỗi bộ phim ông nhận về chỉ khoảng một chỉ vàng, thấp hơn nhiều người làm nghệ thuật cùng với thời với ông. Sở dĩ Thương Tín được sống phong lưu như vậy là vì có một nữ đại gia ở bên cạnh lo toan tất cả. Thường đóng một bộ phim, tôi nhận một chỉ vàng, nhưng lại tiêu hết 2-3 cây vàng. Sở dĩ tôi đóng được nhiều phim mà vẫn tiêu xài như thế được là vì sau khi ly dị xong, đã có một phụ nữ rất giàu yêu tôi. Mỗi lần trong ví tôi hết tiền, cô ấy lại bỏ vào. Xe tôi đi, quần áo tôi mặc, giày tôi mang, tiền trong ví tôi, tất cả đều là cô ấy. Tuổi xế chiều cơ cực và vất vả. Thế nhưng, không ai ngờ rằng ở tuổi xế chiều, ông rơi vào cảnh
không nhà, không cửa, phải đi ở thuê và chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Có những ngày phải nhịn ăn từng bữa, không có nổi 100.000 trong túi. Tôi không muốn than thở, nhưng thú nhận cuộc sống đang tận cùng khó khăn. Nhiều lúc tôi muốn kiếm việc gì đó làm thêm, nhưng không biết làm gì, lại không có vốn. Từ xưa đến nay tôi chỉ làm mỗi nghề diễn, vợ tôi làm gia công hạt điều, nhưng hiện việc ít, lúc có lúc không. Tôi sống trong tình trạng thiếu thốn thường xuyên, vì vậy tôi phải vay nợ anh em, người thân. Một số người bạn của tôi làm ăn phát đạt đã gửi tiền giúp đỡ tôi, con trai đầu lòng theo nghề ca sĩ, nhưng sâu ít lên thỉnh thoảng về thăm, chỉ giúp tôi chút định. Cuộc sống khó khăn, căng thẳng, nhưng đó là số phận của mình rồi. Tôi phải cố chịu. Điều tôi buồn nhất, có lỗi nhất là không lo được cho con gái đầy đủ. Lúc tôi có tiền, mong cho con gái không có. Bây giờ có, lại không thể chăm lo cho con bằng với người ta. Thương Tín kể trên tình cảm khốn khó về tuổi già. Đã vậy, ông cho biết người vợ kém 32 tuổi mà ông cưới cũng không phải là vì tình yêu, mà chỉ là một thứ cảm xúc giúp đỡ ông lao đao ở tuổi xế chiều. Ngay cả việc có con cũng ngoài ý muốn. Chính vì thế mà hai vợ chồng khắc khẩu, rất ít khi nói chuyện với nhau. Mỗi lần nhìn thấy điện thoại vợ gọi, cô đoán chuẩn bị hỏi chuyện tiền nong, Thương Tín lại cảm thấy lo lắng bồn chồn. Ban đầu, gia đình ông sống trong một ngôi nhà thuê dành cho công nhân dưới gầm cầu. Thế nhưng sau đó, vì thương con gái phải ở không gian chật chội, bí bức, ông để hai mẹ con về Phan Rang sống. Ông bảo, ở tuổi xế chiều, thèm nhất bữa cơm gia đình, mỗi khi chạy xe ra ngoài đường thấy mọi người quây quần bên nhau mà rơi nước mắt. Thế nhưng ông chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận thực tại cuộc sống. Mới đây, ông bị đột quỵ, phải nhập viện cấp trong trường hợp nguy kịch. Phía chủ nhà trọ của Thương Tín phải nhờ người liên hệ với gia đình của ông báo tin. Hiện sức khỏe của ông vẫn đang khá yếu.